Xin chào các bạn, trên tay tôi hiện nay là chiếc tai nghe Bluetooth thế hệ mới nhất của công ty LG. Tên mã sản phẩm của tai nghe này là HBS730. Đây là chiếc tai nghe Bluetooth mà LG trang bị cho rất nhiều cái công nghệ mới nhất hiện nay, như là chuẩn âm thanh APTX, là một chuẩn âm thanh nghe nhạc, sẽ giúp cho người nghe có thể nghe được nhạc không dây có chất lượng tương tự như là nghe đĩa CD, điều mà trước đây những cái công nghệ Bluetooth không thể làm được. Ngoài ra thì chiếc tai nghe Bluetooth này được LG quảng cáo là có thể nghe gọi lên tới 15 giờ đồng hồ liên tục. Ngoài ra thì cũng có thể nghe được nhạc liên tục 10 tiếng, những con số rất là ấn tượng. Và tai nghe này có những cái đặc điểm nổi bật khác, chẳng hạn như là khi có cuộc gọi đến thì tai nghe này sẽ được rung lên cho chúng ta biết có cuộc gọi đến. Ngoài ra thì chiếc tai nghe này có thể cùng lúc kết nối với hai thiết bị để chúng ta có thể kết nối với hai điện thoại cùng lúc. Và một tính năng nữa đó là cái công nghệ âm thanh HD Voice sẽ giúp cho cái chất lượng cuộc gọi đàm thoại của chúng ta tốt hơn. Bây giờ thì tôi sẽ nói một chút về cái thiết kế của cái tai nghe này. Thì như các bạn thấy ở trên tay tôi là cái tai nghe nó được thiết kế khá là lạ, đúng không ạ? Chúng ta có thể đeo vào cổ với hai cái tai nghe trái phải được thiết kế như thế này. Và ở hai đầu chỗ này thì được LG thiết kế một cái nam châm để chúng ta có thể gắn vào đây trong những lúc mà chúng ta không nghe, để tránh cái việc là bị đứt dây. Đây là bên trái và bên phải của tai nghe. Chúng ta sẽ xem một chút về cái thiết kế này. Bên trái của tai nghe thì có nút nhận cuộc gọi và từ và kết thúc cuộc gọi. Ngoài ra thì có hai phím bấm tăng giảm âm lượng để cho chúng ta có thể tăng giảm âm thanh tùy ý muốn. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút bấm hình tròn như thế này. Nó sẽ hiện đèn LED màu xanh cũng như những màu khác. Phía này là nút bật on off. Chúng ta có thể bật và tắt tai nghe ở đây với nút bấm như thế này. Phía bên dưới đó là cái nút khe gắn cái cáp USB để cho chúng ta có thể sạc pin. Sử dụng cái chuẩn micro USB rất là tiện. Chúng ta có thể sử dụng cái sạc điện của điện thoại LG để có thể sạc điện cho cái tai nghe Bluetooth này. Bên phải của tai nghe cũng tương tự, có thiết kế giống như bên trái, cũng có một phím bấm hình tròn như thế này. Và phím bấm này thì sẽ giúp chúng ta khi nghe nhạc có thể tạm dừng bài hát, hoặc là bình thường chúng ta cũng có thể bấm vào đây để cho máy bắt đầu tự động bật bài hát. Ngoài ra thì chúng ta có hai cái phím Next và phím Back để cho chúng ta khi nghe nhạc có thể ấn chọn bài tiếp theo hoặc là quay lại một bài. Thì các bạn thấy ở hai đầu này thì hai đầu được LG thiết kế có một cái nâm châm rất là tiện, rất là phù hợp với những ai hay di chuyển. Với tai nghe này thì chúng ta cũng có thể sử dụng để tập thể dục thể thao, khi chạy chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái tai nghe này sẽ gắn lên tai của chúng ta, còn cái vòng này chúng ta có thể đeo vào cổ rất là tiện. Tôi sẽ chia sẻ một chút về cái công nghệ Bluetooth mới APTX này. Với công nghệ Bluetooth APTX thì sẽ cho phép chúng ta nghe nhạc trên điện thoại không dây qua kết nối Bluetooth với chất lượng âm thanh tương tự như là các bạn nghe đĩa CD hay là nghe những cái file định dạng nhạc không nén lossless. Điều mà trước đây công nghệ Bluetooth không thể làm được. Thì trước đây chúng ta thường nghe nhạc MP3, WMA hay là AAC với cái chuẩn nén 128, 256 hay là cao hơn là 320 thì chất lượng âm thanh chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà với công nghệ mới ngày nay thì sẽ cho phép chúng ta nghe được nhạc không dây với chất lượng cao, không kém gì khi mà chúng ta nghe đến CD. Đây là một điều rất là tuyệt vời với những cái ai mà yêu thích âm nhạc mà lại không muốn cái sự vướng víu của những cái dây cáp. Và bây giờ chúng ta có thể thưởng thức nhạc chất lượng cao không dây qua cái kết nối Bluetooth APTX này. Thì LG HBS730 cũng là một trong những cái tai nghe Bluetooth ở trên thế giới đầu tiên được tích hợp cái công nghệ mới này. Tai nghe LG HBS730 còn có một chế độ rất là tiện nữa, đó là chế độ rung. Khi có cuộc gọi điện đến thì cái tai nghe này sẽ rung lên cho chúng ta biết. Chúng ta không cần phải gắn hai cái tai nghe này liên tục ở trên tai của chúng ta. Nếu mà chúng ta gắn liên tục ở trên tai thời gian quá lâu thì cũng khá là khó chịu, đúng không ạ? Thì với cái công nghệ rung này thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc là biết ai gọi điện đến cho chúng ta, và chúng ta có thể bấm đưa tai nghe lên
và chúng ta bấm vào đây để trả lời cuộc gọi. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái tai nghe Bluetooth này với điện thoại của LG. Trước hết thì chúng ta sẽ phải bật cái tai nghe này lên đã. Thì các bạn thấy rằng khi bật tai nghe lên thì sẽ có một cái đèn màu xanh nháy lên như này cho chúng ta biết rằng là thiết bị đã được bật lên. Và việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải bật cái kết nối Bluetooth ở trên cái điện thoại của chúng ta. Và trên tay tôi hiện nay là chiếc điện thoại LG Optimus G Pro. Bây giờ chúng ta sẽ bật Bluetooth lên. Chúng ta có thể thấy rằng ở trên thanh thông báo có cái lựa chọn Bluetooth. Chúng ta giữ và chạm nhẹ để chúng ta có thể vào được cái phần cài đặt Bluetooth. Chúng ta mở Bluetooth lên. Thì trong quá trình này thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể chọn vào phần tìm kiếm thiết bị ở trên điện thoại và chúng ta có thể bắt đầu tìm cái tai nghe Bluetooth này thế này, và chúng ta ấn một phím ở đây để cho điện thoại có thể tìm được tai nghe. Và các bạn thấy rằng là điện thoại đã tìm được tai nghe rất là nhanh chóng. Chúng ta ấn vào đây để bắt đầu kết nối vào tai nghe. Các bạn thấy rằng đã hoàn thành ghép nối, và bây giờ chúng ta cũng có thể bắt đầu thực hiện đàm thoại với tai nghe Bluetooth, cũng như là chúng ta có thể nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth này. Ví dụ như thế này thì các bạn có thể nghe các bài hát thông qua kết nối Bluetooth ở trên điện thoại, rất là tiện. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn để tăng giảm âm lượng ở đây, hoặc là chúng ta có thể tăng giảm âm lượng ở trên tai nghe Bluetooth. Các bạn có thể bấm chuyển bài ở trên này. Các bạn thấy rằng ở trên điện thoại đã chuyển bài hát chúng ta, nó rất là tiện lợi. Và khi mà chúng ta không muốn sử dụng cái kết nối với điện thoại nữa thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể gạt nút off ở đây, và chúng ta có thể kết nối ngắt kết nối giữa tai nghe và điện thoại, rất là đơn giản, đúng không ạ? Và hy vọng rằng với cái chiếc tai nghe tiện lợi như thế này thì người dùng sử dụng điện thoại sẽ rất là tiện lợi trong việc sử dụng cái tai nghe này khi mà chúng ta đi đường hay là chúng ta có những hoạt động khác. Và hy vọng rằng là với cái hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng được cái tai nghe Bluetooth một cách hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.